Nguyễn Trần Khánh Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh được chúc mừng tiếp theo là 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Hôm nay các em fan đông thế nhờ. Tôi may mắn khi được thừa hưởng sự nhẹ nhàng tình cảm của ba và sự cá tính mạnh mẽ đàn ông của mẹ. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đã có một Khánh Vân như bây giờ với một trái tim ấm áp và đầy yêu thương. Và tôi muốn lan tỏa tình yêu thương này, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với những người xung quanh. Vì tôi hiểu được rằng khi bạn sống và có một trái tim rộng mở thì khi đó bạn sẽ nhận được sự hạnh phúc và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Số báo danh 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi là một cô gái mạnh mẽ và tôi có được một trái tim yêu thương và hướng thiện. Tôi nghĩ rằng mình có được sự nhạy cảm của một người phụ nữ và cũng như sự quyết đoán của một người đàn ông. Và tôi muốn dùng tất cả những sự nhạy cảm, quyết đoán và mạnh mẽ của mình để bảo vệ những người phụ nữ khác và có thể giúp đỡ thật là nhiều người trong cuộc sống, đem đến và lan tỏa những điều tích cực với những người xung quanh. Tiếp theo, hình như vẫn là một số chặng. Số báo danh 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Tiếp theo, xin mời thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân. Số báo danh 202. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là... Dạ thưa, giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em đó là trưởng ban giám khảo cô Võ Thị Xuân Trang. Mời em. Xin mời cô Võ Thị Xuân Trang ạ. Chào Khánh Vân. Câu hỏi của cô là dân gian thường nói, của cho không bằng cách cho. Theo bạn... câu nói đó được hiểu trong cách thức hoạt động cộng đồng như thế nào? 60 giây bắt đầu. Dạ, em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Dân gian thường nói của cho không bằng cách cho. Thật ra thì đúng như vậy ạ. Tại vì em cũng nghĩ rằng khi mình làm một việc gì đó thì không nhất thiết là món quà đó phải quá lớn, mà quan trọng rằng món quà đó là bằng cả tinh thần. Em có thể chia sẻ món quà của em dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng em nghĩ tình cảm đó là lớn lao. Và em hy vọng rằng em sẽ có thể lan tỏa điều này đến với mọi người. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Chúc mừng. Một số báo danh chẵn. 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Hãy thuyết phục chúng tôi rằng
Bạn xứng đáng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Hãy thuyết phục là bạn là người xứng đáng. Chúng ta bắt đầu với thí sinh đầu tiên. Xin mời Khánh Vân. Anh sẽ đứng với em nhé. Rồi. 60 giây, bắt đầu. Dạ, kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả có mặt ở đây. Có thể là có rất là nhiều bạn có thể nói với lại ban giám khảo rằng về một điều đặc biệt về mình để có thể chinh phục được trái tim của ban giám khảo. Nhưng riêng em thì em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Và em muốn mang trái tim yêu thương của em, muốn gửi tình cảm của em đến với ban giám khảo, đến với tất cả những người xung quanh, vì em muốn loan tỏa niềm yêu thương này đến với tất cả những người xung quanh. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 đã thuộc về quý vị bình chọn chơi. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin chúc mừng Nguyễn Trần